Đây là nhà của bà Út ở khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên. Bà Út làm nghề bán vé số. Hiện tại thì, cái nhà bị nghiêng vậy rồi. Mình cũng có ghé bên khóm là xin được giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của bà Út. Với một lát nữa thì xin luôn cái giấy để sửa nhà. Có gì thì sẽ nhờ mấy anh ở hàng xóm này, anh ở nhà kế bên này sẽ hỗ trợ sửa lại nhà cho bà Út. Bên đây nó nghiêng, phải lấy cột chống lại gì nè, không thôi nó ngã. Có chồng con nha bà Út? Không, vô lũi rồi. Rồi bán vé số bán ở đâu? Bán chồng chồng ở xóm mình nè chứ, giờ giờ đâu đâu có đi bán đâu được xa. Ngày bán được mấy vé? Ngày bán được mấy vé? 70 vé. Giờ sửa lại thì hiện tại thì bà không có cái nhà vệ sinh trong nhà phải không? Dạ không. Có gì để một hồi hỏi anh thợ luôn cái chi phí tổng bao nhiêu á, rồi để coi vận động tiếp mọi người tiếp bà cất lại với có cái nhà vệ sinh để đi cho tiện ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Giờ thì nhờ hàng xóm viết giùm cái đơn sửa nhà. Nếu mà em cho chị cái nhà vệ sinh này, em sẽ cho chị đồng hồ nước, chị không có cái gì hết trơn. Vậy hả? Đồng hồ điện nhà chị cũng không có. Dạ rồi, để có gì để coi. Nó xác nhận rồi. Dạ đúng rồi, giấy xác nhận của khóm lúc nãy có con có ghé khóm rồi. Con có hỏi thăm rồi. Nhà nghiêng như vậy. Đây, hôm nay là ngày đầu tiên tháo dỡ nhà của bà Út để sửa lại. Đây, rồi bữa nay con ghé con gửi cho bà Út là thay mặt các nhỏ tâm á, gửi tổng cộng là 27 triệu, là trong đó là 25 triệu là để sửa nhà, sẽ gửi cho anh Tòng là hàng xóm đây nè, ảnh cũng ra công ảnh sửa chứ ảnh làm nhà vệ sinh rồi luôn cho cô ha. Rồi còn là 2 triệu á thì có gì rút ra để cô trang trải. Thấy cô, giờ cô cầm giùm con bao thư đi, con chụp hình báo cáo thôi. Còn chủ yếu là con chuyển khoản cho cái anh thợ ha. Rồi bữa nay là ngày thứ hai đang làm toilet. Đồ của bà đồ cổ không Út bớ cái cơm chia chai phải để cái gì cũng chắc trong nhà. Đây nhà dì Út ở khóm Nguyễn Du đã sửa xong, sửa cũng lâu rồi mà bữa nay mới có dịp ghé lại. Đây. Khoảng tháng mấy trước là tháng mấy trước có nhờ các nhà hảo tâm tiếp gì để sửa căn nhà thì có dùng dắt tôn thiết với lót sàn gỗ, có một cái ngăn phía sau như nhà vệ sinh nữa. Rồi mấy nay làm gì rồi dốt? Bán vé số. À. Thiếu á. Bán đâu? Trời ơi, bữa đó bà bán ở trên chỗ ATM bông lúa đó. Dạ. Giờ có gì cũng đỡ lúc trước sợ sập không à? Ở gì? Dạ. Ở lúc trước mà không dám thở luôn. Dạ. Mẹ gió thôi chứ thì vẫn còn chung ra rồi cũng cắt hồn ở dưới rồi. Dạ. À, nghe nói là cái bữa lúc mà sửa nhà đó về trong phía ngoài ở phải không? Ừ. Rồi bị trộm á. Trộm vô lấy tiền và để dành phải không? Ừ. Trời ơi. Để dành từ lúc bán tới bây giờ đó là được mười mấy triệu đó. Rồi lấy hết trơn. Lấy nguyên cái vỏ luôn. Trời ơi. Tại lúc sửa là trắng tay luôn, không còn lòng bạc chín tối nữa. Lúc sửa là không nhớ, có cái gì hết. Nhớ hoài. Dạ. Cứ nã mảnh hoài và cái vụ tiền bị mất lên. Dạ hả? Ừ. Rồi giờ bán vé số và tiền đâu bán? Mấy thiếu con nhỏ gì bán lúc trước đó. Dạ. Thiếu nhiêu rồi? Nó thiếu cử số à. À, thiếu cử rồi mình bán lấy lời mình ăn. Ừ. Dạ. Bán lận nhiêu tiền? Lấy vậy bán lận nhiêu tiền? Không, mình lấy nhiêu tờ? Lấy số cái này đâu có đâu, lấy được có 70 vé à. Ra ngoài lấy thêm 30 nữa. Dạ, vậy là mỗi ngày mình bán khoảng 100 tờ. Ừ.
Đây, cái chỗ này lấy thêm. Dạ. Vì là không có người thân ở vậy mình xưa giờ bán giấy số với đi bán ve chai đồ thôi, gom đồ về chất tùm lum hết. Bữa nay là dẹp bớt rồi đó, lúc sửa nhà là quá trời luôn. Dạ bà không dám dạ, trả nữa. Bởi vì để không quá trời. Đây nó mình đem về đem qua bên bà chính cho bà bán đi. Dạ. Rồi bữa nay có dịp con ghé thì để con thay mặt cái nhỏ Tâm gửi tiếp gì để gì có tiền để lấy giấy số nha, khỏi lấy thiếu nữa. Để đi bán để có trang trải. Để chút nữa con nhờ hàng xóm thì tại con chuyển khoản vô á, rồi nhờ hàng xóm đưa cho dì. Gửi dì 2 triệu để dì mua giấy số với có ăn uống trang trải. Út có lời cảm ơn những người hảo tâm giúp đỡ cho Út cất được cái nhà với bán giấy số lại. Rồi chúc Út khỏe nha. Yeah. Rồi đây là Tòng ở hàng xóm. Nên Tòng cũng là người sửa nhà, nhận sửa nhà cho Út. Gửi 2 triệu qua chỗ Tòng á, nhờ rút giùm để đưa cho Út nha. Ừ, bây giờ là con đã nhận được rồi đó. Rồi nếu con rút con đưa lại cho Út sau. Rồi. Sao? Cảm ơn Tòng nhiều nha. Rồi tạm biệt Út. Bữa nào rảnh ghé chơi.